Xin chào tất cả các em học sinh khối 8. Trong buổi học hôm nay, thầy cùng các em tìm hiểu công thức tính số mol tiếp theo. Hôm nay chúng ta tìm hiểu công thức 3. Mời các em cùng tìm hiểu bài giảng. Công thức 3. N nhỏ A lớn sẽ bằng V lớn A lớn chia cho 22,4. Công thức 3 áp dụng cho chất khí. Nhớ chưa? Công thức 3 áp dụng cho chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn. N nhỏ A lớn sẽ bằng V lớn A lớn chia cho 22,4. Trong đó N nhỏ A lớn gọi là số mol khí A, đơn vị là mol. V lớn A lớn là thể tích khí A, đơn vị là lít. Con số 22,4 này, 22,4 chính là mẫu chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm thể tích là 22,4 lít. Nghe chưa? Mẫu chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm thể tích là 22,4 lít. Do đó mol chất A sẽ bằng VA chia cho 22,4. Ví dụ số 3, tính số mol của câu A, 1,12 lít khí hydro điều kiện tiêu chuẩn. Câu B, 2,24 lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn. Khí CO2 chính là khí carbonic. Câu C, 3,36 lít khí lưu huỳnh dioxide điều kiện tiêu chuẩn. Lưu huỳnh dioxide là HO2. Câu D, 896 ml khí H2S điều kiện tiêu chuẩn. H2S gọi là khí hydrosulfur. Hydrosulfur. Câu A, 1344 ml khí calo điều kiện tiêu chuẩn. Chúng ta giải câu A. Câu A thì tính số mol của 1,12 lít khí hydro điều kiện tiêu chuẩn. Vậy thì N H2 điều kiện tiêu chuẩn sẽ bằng N thì bằng V, bằng V hydro chia cho 22,4. Ở điều kiện tiêu chuẩn là tính số mol, chúng ta lấy thể tích chia cho 22,4. Mà V ở đây là bao nhiêu? 1,12. V hydro là 1,12 chia cho 22,4. 1,12 chia cho 22,4. 1,12 chia cho 22,4 thì nó được là 0,05. Các bạn là 0,05 đơn vị là mol. Câu B, 2,24 lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn. Vậy là N CO2 sẽ bằng VCO2 chia cho 22,4. VCO2 để cho là 2,24 chia cho 22,4 thì được là 0,1. Câu C, tính số mol của 3,36 lít khí HO2 điều kiện tiêu chuẩn. Vậy là mol HO2 điều kiện tiêu chuẩn sẽ bằng VHO2 chia cho 22,4. VHO2 là 3,36 chia cho 22,4. Bấm máy. Là 0,15. Đó là 0,15. Đơn vị là mol. Câu D, 896 ml khí H2S điều kiện tiêu chuẩn. Bây giờ lưu ý là cái VA này đúng không? Tính bằng đơn vị lít đúng không? Mà để ở đây cho gì? Cho 896 ml, cho đó chúng ta đổi cái này thành gì? Thành lít. Vậy VH2S sẽ bằng
896 này ml. Đổi ra lít là như đây. Muốn đổi từ ml ra lít, chúng ta muốn đổi từ ml sang lít, chúng ta lấy 896 chia cho 1 ngàn. Thế được là 0.896. Bằng là 0.896 lít. Đó, nhớ chưa? Thế tất khi A được gọi là lít, cho đó chúng ta đổi cái ml này về là về lít, đúng không? Đổi ml sang lít thì lấy ml chia cho 1 ngàn. Lấy 896 chia ngọn là được 0.896 lít. Lúc này tính được số mol gì? H2X ở điều kiện tiêu chuẩn là bạn VH2X chia cho 22.4. Mà VH2X là bao nhiêu? 0.896 chia cho 22.4. 0.896 chia cho 22.4 thì được là 0.04, được là 0.04 mol. Câu A, tính số mol của 1.344 ml khí calo điều kiện tiêu chuẩn. 1.344 ml khí calo điều kiện tiêu chuẩn. Bước đầu tiên chúng ta đổi VCl2, có nghĩa là thể tích calo, bằng như đây. 1.344 ml đổi sang lít. Một ngàn 344 chia cho 1.000, nhớ chưa? Đổi từ ml thì lấy cái số ml này chia cho 1.000, phải lấy 1.344 chia cho 1.000 thì được là 1.344 lít. Sau đó chúng ta tính gì đây? Tính số mol gì? Số mol calo. NCl2 điều kiện tiêu chuẩn thì bằng VCl2 chia cho 22.4. VCl2 chia cho 22.4. VCl2 là 1.344 chia cho 22.4. 1.344 chia cho 22.4 thì được là 0.06. Được kết quả là 0.06 đơn vị là mol. Bên em lưu ý này, công thức N nhỏ A lớn sẽ bằng V lớn A lớn chia cho 22.4 áp dụng khi và chỉ khi A là chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Và nhớ là cái đơn vị của NA là gì? Mol. Đơn vị của VA là lít. Đơn vị của VA nhớ là lít chưa? Do đó chúng ta đổi nè. Ở đây 896 ml. Đổi sang lít thì lấy cái số này chia cho gì? 896 chia cho ngàn thì được là 0.896 lít. Còn cái đây là 1.344 ml. Đổi sang lít chúng ta lấy 1.344 chia cho 1.000 thì được là 1.344 lít. Thấy chưa? Nhớ là câu D với câu A là phải đổi từ ml sang lít chưa, đúng không? Câu D với câu A là đổi từ ml sang lít mới xài được. Còn câu A với câu B, câu C là sao? Để nó cho sẵn là lít chưa, đúng không? 1.12 lít này, 2.24 lít này, 3.36 lít, cho đó chúng ta không có đổi nữa. Còn đối với câu D, câu A là em phải đổi. Nhớ chưa? Câu D với câu A là phải đổi từ ml sang gì? Sang lít. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở công thức tính số mol tiếp theo. Chào tạm biệt các em.